so tài sức đầu bằng. Đã bói chuyện tin từng kim nhường. Người ơi rủi mai do trời, nếu lỡ duyên xin đừng ghen. Lão nhắc lại lời nữa, ai xả trúc tam nguyên, ân ái sập dày duyên, được vua đừng hờn quán. Giờ hoàng huynh khả tiễn hay tôi? Dạ, xin mời quốc cụ trổ tài thi trước. Được. Trật rồi, mời Lưu công tử ngồi, mời hoàng công tử. Dạ, cháu xin được phô trương tài mọn. Dối giả. Dạ, dạ thưa tiểu thơ, tôi đi... Đi tìm cách hại người ngay à? Thưa tiểu thơ, tôi... Cầm đi bài kế gian sao, gây khổ đau cho người dồn dòng trùng. Lưu quỳnh đã cầm người còn cùng theo, giết qua họ.
chào hoàng công tử. Kính lễ quận nương. Thưa công tử, anh của tôi âm mưu gì ghen hờn nên gây lỗi. Khi trong cánh ba trang đời ai đành theo nửa tan. Trời ơi, buông lòng người bưu nhà vì dung nhan gia thân tan tàn. Tiễn đường về gia trang từng ghi ân quán trong tâm hồn. Dạ, xin tạ từ hẹn buổi trùng lai. Nếu cha và anh khổ, xin nhờ ai gỡ tôi. Dừng, tôi xin hứa sẽ thứ tha bao lầm lỗi. Chơi, chơi bà con ơi, chơi.
con lắm hỡi cha ơi, phụ mẫu ái nhi thất điểm rồi, cô địa sông đường an phận bà tháng con trẻ cánh bèo trôi, thử những hải giang lưu hình anh trường an lụy không quang sa. Thank you.
chồng ấy chính là Mạnh Lệ. Lòng hờn ghen tức giận vị hôn phu, nên đã tâu cùng thiến tử đứng tác thành hôn hai họ. Không, không thể được. Em sẽ tìm gặp quan phủ thiếu qua, hỏi cho ra lẽ vì sao phản trắc. Khoan, Tô Ánh Tuyết chị. Rẽ xa
Thương em ta nặng tương tư canh cánh niềm riêng.
Quận nương nghe ta hỏi, có phải Lễ thừa tướng có liên can nàng Mạnh Lệ phải không? Dạ. Dạ. Quận nương Yến Ngọc. Thank you.
phụ dòng. Hoàng phủ thiếu hoa